nhiệt tình. Khách của mình hay là cái chương trình, ví dụ như là anh trình 4 lần đúng không? Ví dụ lần thứ tư mà nó bị ảo thì nó lên lần thứ nhất, và các lần thứ tư thì các lần thứ tư là phù hợp với chương trình. Và chỉ cần cái bước đợt nó đi rồi. Kem ăn nửa chừng cái nó bị hơ, nó bị lệch, bị hư đi thì mình vô mình thoát bước hư đó được, còn không cần phải kem lại, kem từ đầu.